YouTube chứ. À, những người làm hồ cá nè, dục đất qua đây. Này cái miếng line nó 60. Lấy cái máy này ra trước đi. Chừng trứng giò 60 là hồ cá cá khô ở ngoài trời. Sang với quê đào Mai Sân, Mai Chu Sân. Hai đứa con à, thằng 10 và 15. Thằng 10 sang mấy tuổi quên rồi ta? Hả? How old are you? 12. 12 tuổi. Sao ba quên vậy? I don't remember either. I don't remember you either. I think you're 14. Exactly. You do remember. What, you are? Yes. And long man noi. But I'm 8 though. Let me make it to you different. It makes no sense. It does. No, it doesn't. Anne was born in 2014. I was born in 2010. That'll make it 4 years to get that difference. Okay, có gì hoàn thành chút xíu quay tiếp. Xuống 2 feet. Ngoài nó hư hết, đừng có xuống nữa.
là mình sắp xong. Hello các bạn, thế là cái hồ cá khôi của mình đã làm xong. Này, cái miếng này mua trên Amazon với cái thùng này, với cái miếng ở dưới này là 8 feet 10 feet. Có luôn nguyên vàng lượt này mua phim rồi đi hâm đi bò vác đá về làm xung quanh mua cây để lên. Mình lót gạch thêm, hôm trước thì mình chỉ lót ở đây thôi, mình mua thêm mình lót ở đây. Thank you các bạn, các bạn like channel, bấm subscribe, bấm like cho mình nha, mình sẽ làm được nhiều video mới hay ha. Thank you. Ok, sau dài ngày, dài buổi làm xong hồi cá thôi. Okay, cảm ơn các bạn. Bye.